Ngày nay, thạch anh được sử dụng khá phổ biến trong cuộc sống của chúng ta. Loại đá này có nhiều màu sắc và kích thước, với năng lượng lớn, vô cùng thiết thực với nhiều công dụng và chức năng. Trong số đó, phải kể đến là thạch anh vụn màu hồng. Nó có thực sự tốt không? Mời bạn cùng đá thạch anh tìm hiểu ngay sau đây. Thạch anh hồng vụn là một loại đá thạch anh hồng sáng và tinh khiết. Chúng hấp thụ những linh khí thuần khiết của đất trời, nên tinh thể của thạch anh vẫn luôn tiềm ẩn một nguồn năng lượng vô cùng dồi dào. Điều này làm cho những đồ vật xung quanh thạch anh luôn tươi sáng, chủ sở hữu luôn tràn đầy năng lượng với một cơ thể và tinh thần khỏe mạnh. Đây là một loại đá được xem là biểu tượng của tình yêu và hạnh phúc bền lâu ở những người trẻ tuổi. Có lẽ vì vậy mà những viên đá này luôn mang vẻ đẹp mềm mại, trang nhã trong một màu hồng tinh tế. Ý nghĩa của thạch anh hồng là một chủ đề được nhiều người quan tâm. Theo quan niệm phong thủy âm dương ngũ hành, cùng với nhiều ví dụ đã được kiểm chứng, thì thạch anh hồng giống như biểu tượng của tình yêu, cho tấm lòng của người sở hữu nó. Không chỉ vậy, nó còn giúp xua tan những căng thẳng mệt mỏi sau những ngày vất vả với những cảm xúc dồn nén. Nhiều người còn có thể mang theo một chiếc túi nhỏ đựng một vài viên đá vụn để tốt cho sức khỏe của người đeo, cũng như cải thiện hệ thống miễn dịch và tuần hoàn máu. Nếu gặp khó khăn trong cuộc sống, tình duyên hay công việc, thì bạn nên sở hữu một vật làm từ thạch anh hồng, vì nó có màu hồng nhạt rất tinh tế. Ánh sáng tinh khiết mang đến cho gia chủ một cuộc sống thoải mái, bình lặng và vui tươi. Công dụng của thạch anh vụn màu hồng. Không phải ngẫu nhiên mà thạch anh vụn hồng được nhiều khách hàng đánh giá cao và lựa chọn. Lý do của điều này nằm ở những công dụng tuyệt vời và nguồn năng lượng huyền bí mà loài thạch anh này sở hữu. Chúng ta cùng điểm qua một vài tác dụng nổi bật của thạch anh vụn hồng nhé. Năng lượng mà viên đá mang lại rất tốt cho việc cải thiện các mối quan hệ tình cảm và hạnh phúc hôn nhân. Hãy chọn cho mình trang sức phong thủy thạch anh hồng để cải thiện các mối quan hệ. Thạch anh hồng rất tốt cho sức khỏe người dùng. Chúng có thể hỗ trợ tốt trong việc nâng cao hệ miễn dịch, lưu thông máu, trị các bệnh tim mạch. Nhiều người đã sử dụng và tin rằng thạch anh hồng thực sự cải thiện được nhiều tình trạng bệnh và giảm nguy cơ đột quỵ, đau tim cho người sở hữu. Thạch anh hồng còn có tác dụng tốt trong việc bồi bổ và duy trì sắc đẹp, mang lại một làn da hồng hào tươi sáng cho người phụ nữ. Đặc biệt, chúng còn khả năng giúp làm mờ các nếp nhăn thường xuất hiện sớm trên da. Quả thật, thạch anh hồng còn là loại đá dành cho phụ nữ, giúp các bà mẹ nhanh chóng lấy lại sức khỏe sau khi sinh nở. Đá thạch anh còn có tác dụng thải độc tố và nâng cao khả năng miễn dịch, cũng như hệ tuần hoàn của người đeo. Việc đeo thường xuyên sẽ giúp bạn tránh được nguy cơ mắc bệnh tim mạch, những cơn đau đầu xuất hiện thường xuyên. Kinh nghiệm phân biệt vụn thạch anh hồng thật giả. Một bí quyết giúp bạn phân biệt thạch anh, đó là đốt các vụn thạch anh hồng mà bạn muốn kiểm chứng. Nếu sau vài phút bạn nhìn thấy bong bóng, vết nứt và mảnh vụn carbon, thì đó là thạch anh hồng giả. Ngược lại, nếu không có những thứ đó, bạn có thể yên tâm sử dụng thạch anh mà mình đã lựa chọn. Thạch anh hồng tự nhiên sẽ nặng hơn so với hàng giả. Đặc biệt, khi thoa lên da, bạn sẽ cảm giác mắt lạnh tức thì. Ngoài ra, để có một sự lựa chọn tốt, bạn nên tìm đến những cửa hàng bán sản phẩm phong thủy uy tín, chất lượng khi mua đá thạch anh. Mua đá thạch anh vụn màu hồng ở đâu đẹp, rẻ, chất lượng? Thạch anh mang lại nhiều lợi ích và ý nghĩa. Dòng đá thạch anh vụn nhỏ gọn nên rất thiết thực. Bạn có thể mua đá thạch anh ở đâu chất lượng tốt? Nhà sàn Tây Nguyên Bình Dương là một trong những kho chứa đá phong thủy lớn nhất Việt Nam. Nếu bạn là một người am hiểu và thích sản phẩm đá phong thủy, thì nơi đây sẽ là địa điểm khám phá mà bạn không thể bỏ lỡ. Mua thạch anh tại đây sẽ mang lại cho bạn nhiều lợi ích, từ giá cả, chất lượng sản phẩm đến mẫu mã đẹp. Chất lượng dịch vụ được đảm bảo, chăm sóc khách hàng nhiệt tình, chu đáo. Liên hệ ngay với chúng tôi qua số điện thoại 0903 097666 để được hỗ trợ nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại!